Ok. Tặng 12 cái lúc bóc. Thơm. Mở thử luôn. Ba trắng một xanh, chó chết tê. Toàn trắng với xanh thế này. Thế nản rồi. Victory bow. Để tôi không kịp rồi, mẹ rồi. New city. Mới gì vậy? Còn cái sự kiện đánh kiếm tiền không? Chắc có. Đi chưa? Chắc có. Có. Không thấy giờ không chơi à? Không, tôi chơi quick play Nếu hiểu. để luyện mắc cười. Không phải điên à. Kiếm tiền thì không kiếm. Bao tiền rồi? Hả? Hả? Bao tiền rồi? À, 2.000 rồi, 2.000 rồi. 3.000, nếu mà trang phục mới là 3.000 đấy. Trang phục nghi mới được. Trang phục mới đây, ồ. Mới cũng con gì mới được. Trong Halloween nếu mà nó ra, những cái trang phục mới đều là Halloween 3.000. tối Nó ra nếu đâu mà biết là xấu. Đâu rồi? Đâu rồi? Đang nốt. Đang luyện mặc quy. Đây, Giáp thử thách đi mất bắt sừng. Phết mẹ rồi ông ơi, hình như hết rồi không ạ? điều Đây, hiện trên đây đéo hiện nữa rồi. ông gà Đây trên đây đéo hiện nữa rồi. Chắc hết ông rồi. gà gà nó thế Kẹt kẹt. nó sao lại lên được cái này vậy? Thầy giời ơi, mới có 860 thôi, đéo đủ mua cái gì. Buồn quá. Mình muốn mua cái trang phục này quá. Nhìn đẹp. Còn mấy cái trang phục này xấu vai, đéo gì đẹp cả. À, đang tìm chỗ cây. Halloween của bác Sơn này cũng chả có trang phục nào đẹp. À, cũng chả có trang phục Sao nào. lên ở trên kia nhỉ? À đây đây đây. Ui mấy kia. Trời. Đâu rồi, xong trận chưa? Mình đéo trang phục Sigma nào. Vậy đấy. Mấy con tướng mới đa số mình đều chưa có trang phục. Con này mình có rồi này. Con Asaya thì mình có hay không mình đéo quan tâm. Đéo vào chơi. Con Brick này có lâu rồi. Con nào mới nữa nhỉ? Waking Ball mình chưa có. Con này mình cũng đéo chơi được. Ui Còn con tìm mới nhỉ? Còn con tìm mới đó. mẹ. Cháu không gì mới. À em Mbappé, Mbappé. Mẹ. Baptiste. Tiếp. Có trong phòng Mẹ máy. bị tắt ạ. Nhìn ngu vãi, tôi nghe ông anh mua. Đâu thế xong chưa? Rồi. Ra nó thế. Ra
Trang phục đẹp hết mà có hai. Watcher. Watcher trong Hero Storm. Toa. Rồi lại có map lin này. Ghét chơi mấy cái map này phải. Chơi gì chỗ này. Hôm nay em test thử với team bot khác. Mình có nên chơi bắt Nuisen đâu nhỉ? Anh chơi con nào có siêu đi. Anh kẹt. Siêu sụp đích. Trời, không bật quạt thì nóng, mà bật quạt lên thì này. Không bật quạt thì nóng. Ê, có skin meta nhé, cẩn thận đó. Press. Ủa đi, công mẹ đưa mới vào bị nó choáng luôn ạ. À. Khốn nạn thế. I need healing, I need healing. I need healing. Ô, tu đét ở trong này chưa? I need healing. Heal mình đâu hết rồi. Miracle of science. Ôi đau quá mẹ ơi. Đi. Đau quá. Đéo vào được. Khó quá. Team kiểu như kiểu đéo có đam ấy. Ấy, đủ nó ra đây. Đi. Tim cảm giác nó khăn cứ đánh không vào tí máu đâu của nó. Mấy thằng hai thằng đang đéo bắn được gì cả. Mẹ đi vào cái nó bắn nó đủ ra này. Mày. Rồi giết Mercy rồi nhá, giết Mercy rồi. Ừ.
Ô đi, có bé đúng đúng với cái tủ đẹp thì không chết không còn ai à? Đi. Thầy bom bot nó bắn kinh quá. Đi. Trong mình nhìn để khỉ đam huy chương vàng ạ. Nếu mà hai thằng DPS nó làm cái trò gì trong cái game này? À đâu khỉ giết nhiều nhất. Ôm thấy kill nhiều nhất. Hai DPS đúng vô rồi đi tầm tầm như kẻ giết được nhiều. KS. KS cực. Tôi bay vào tôi giết cả Mercy cả ấy rồi mà. Tìm kéo vào nổi đâu làm nào. Con khỉ này nó chỉ bay vào nó bắt mấy con yêu máu kiểu Mercy thì nó choáng mày luôn ạ. Ai cho tôi tí máu. Đéo hiểu con support mình lao lên trên kia làm gì ạ. Đi bạn kinh quá. Có support mà mình cứ lao thẳng vào team bọn nó không hiểu định làm cho con gì ở trong đấy ạ. Tông làm lết gì mà sao ồn thế vỡ mẹ được kiểu sợ hay đéo đâu đi máy nha. Đéo thì đỡ được. Phá hết turret rồi đấy. Làm đi làm đi. Mày đừng đến bút máu với nhau này. Đi cho mẹ, nó dí mình kinh quá. Cái đéo gì tôi rùa càng mấy thằng bọn nó ra ngoài này rồi. 3-4 thằng bọn nó ra ngoài rồi tí vẫn phần trong cái biển chiếm thật đéo hiểu. Đéo hiểu. Mấy ông làm ở bên trong nên làm cái trò gì mà để nó chiếm nó còn xong kia. Đéo hiểu luôn. Thất tuấn ấy. Đéo hiểu được luôn là mấy ông làm gì bên trong mà để nó chiếm lại luôn đấy. 3-4 thằng đó tôi đứng ở bên ngoài với 3-4 thằng bọn nó bên ngoài rồi có 2 thằng bọn nó bên trong thôi mà để nó chiếm được tôi... Đéo hiểu. Quay lại cái thấy team bị chiếm gần xong rồi mang thứ 3 thằng 4 thằng nó đuổi giết mình. Chắc là quả đấy không có ai đứng bên trong nhà. Thế sao mà để nó chiếm được. Đi cho mẹ thu ghét nhiều quá. Đi mẹ. Ba thực sự ở đéo thể hiểu nổi vì sao lại để nó chiếm được. Để nó chiếm lại được.
Đi mày à, nhảy ra đéo kịp luôn. Chịu luôn đấy thật. Cái pha em xong bọn nó chiếm được lại được hơn một nửa mình á. À, không ai đứng trong những điều à? Có, nhưng mà nó kinh quá. Kinh cái gì hai thằng? Phải bốn cấp tại ba thằng có đuổi tôi thì bốn thằng ở đâu ra nó vào trong đấy. Riêng con Mercy, con Đô Húc mấy cả con gì nhỉ? Con Mercy, con Đô Húc mấy cả con Ace nó đuổi tôi rồi. Tôi đuổi hai con Mercy với con Ace ra tận đằng sau, thằng Đô Húc có đuổi theo tôi. Riêng ba thằng đấy nó đuổi tôi rồi, còn Simetra tôi đấm vào bên trong. Quả đấy đáng là team phải giết được nó, nếu hiểu sao team cũng không giết được nó luôn. Bây giờ mình được lúc bút rồi. Kéo hiểu. Quả đấy có 3 thằng thôi mà team mình 5 thằng ở trong đấy mà lại không thủ được. Mà để nó chiếm được gần một nửa. À kiếm hơn một nửa. Kéo hiểu luôn. Thật sự nếu thể hiểu cái pha đấy luôn. Kể cả là team mình chỉ có đứng trong đấy thôi là nó không chiếm được rồi mà. Kéo hiểu chạy hết ra ngoài. Có chạy đâu, đứng trong đấy đánh mà. Đứng trong đấy đánh thì sao nó chiếm được? Đấy nó khó hiểu. Thôi, đéo. Mình cứ đinh đinh mình đùa 3-4 thằng đó ra đằng sau rồi mẹ. Team ở lại nó chiếm được. Tí quay lại mẹ nó chiếm 70% hơn 70%. Đéo hiểu. Mà riêng con Mercy là con búp máu chính của team nó bị lùa chết. Tôi giết được con Mercy cơ. Phá đây tôi giết được con Mercy cơ. Là team mất con ấy rồi, con Rô Húc này, con Tanh cũng mất, nó cũng đuổi theo tôi. Riêng con support chính với con Tanh chính của nó đuổi theo tôi rồi. Thế mà team vẫn bị chiếm, nếu hiểu. Nếu thể hiểu được cái pha đấy, team làm cái trò đéo gì trong. Mua bằng energy. Đáng ra hồi trước phải tích kim cương. Team phòng thủ này chơi con gì đây? Phòng thủ chơi chơi Sigma. Ông chơi gì? Chọn đi biết nào. Hack hack. Đâu rồi? Ông chơi Sigma này không? Ông, hả? Ông chơi con này không? Không. Đã thịt. Đang chơi mát rồi. Ây da. Hắc gì mà mày bỏ đây khỏi bàn tím. Cái gì đừng lao lên nữa. Tôi lao lên phải đám tí. Có gì muốn đẩy ạ? Làm bắn cái lửa đẩy ngã ra. Một cái táo đầu. Dạ. Bắn con. Muốn bắn lắm. Bỏ cái mặt ra nó quẹt. Đâu rồi? Máu đâu? Chết mẹ rồi, đéo đi hiu. À, đánh chết mẹ. Đi, nó đánh đau quá.
Giỡn cái hưu nè. Hưu nó máu nhưng mà cảm giác nó máu mà hưu ấy. Không còn lại đâu. Xong cả hai con đang bên mình đâu. Tao thấy đánh được một nó thế nào luôn. Không hiểu. Bắt sợ con mây với cả ấy mà trả thêm dây một tí rồi là quá chịu cho tin nó rồi. Năng tiếng là mày nhờ chúng ta. Phá siêu. Phá siêu mày nè. Lên hết. Phá siêu. Con lại xuống mày. Vô lò này, vô lò chết. Phá siêu. Trời ơi. Lấy cái chơi là để thắng. Thằng nào bố láo. Hello bitch. Ôi, ăn chát rồi, kêu. Thank you. Trời quá hay vậy. Ông mẹ. Đi. Ông nhìn cái con diva rồi thôi. Hình như cái tay của nó là ngoài khỏi cái mic đúng không? Cái tay của nó thò ra. Nó tay nó vẫn như các con máy khác rồi. Cứ hiểu tay thôi là mic bắn vào tay. Của em mẹ tay. Không ra, nếu không cái hào công ty chết ba thì nó hiểu. Mày này tao ăn luôn. Bỏ đâu nhỉ? Bỏ nó ngoài này hết này. Ê, gãy ngứa. Ôi đi con mẹ. Gì đấy, hammer down ở đâu đấy? Nó chan lưu thần mới đau tôi chứ. Đen. Tay quá. Yêu. Ô đi con mẹ. Giấu đi rồi. Ô đi. Con nghe gì con tỉ đâu đấy? Đi. Giấu đi con tỉ. Giấu đi đâu lắm. Đi. Mai cả là. Mày. Cái tụi cứ thích lao lên đến lúc đó lao ngược lại chết em luôn. Có hút như thế thì không. Cái gì? À quả. Có thứ ba mà. Có kêu ạ. Ở mưa thi đứng sau kêu mới chết ạ. Ôi. Bên này thì hoảng lỗi như béo gì. Rồi đi nằm bên cái lông bóc. Vai trắng được. xanh ạ. À. Nhìn chán đời đấy chứ được. Nếu ở quán này chỉ có các phi ạ, nếu có cái xa ạ. Chán đối chịu được. Để quýp luôn. Có cái này gì đẹp đấy, Chaser ạ. Nó không phải Chaser hồi bé ạ. À. Emily là ai mày? Và xong mình cảm nhất mẹ còn mua vũ khí vàng thôi. Gì vũ khí vàng mất tận 3.000 à. Mỗi dạng gọi là skin summon à. Defend. Đó chưa được bé này. Vừa ăn uống nó say rồi, đây rồi té. Cứt. Ôi, anh kia chọn mất rồi. Cái bắt sân vậy. Còn nhiều lâu đi kia pick gì thì bố mày không biết. Lucio thì toang toang này.
Cặp đôi này là thấy tầm quang rồi đấy. Cái đá của thằng Sigma này bắn xuyên qua đỡ của Genji nhưng mà không bắn xuyên qua Kiên. Đéo phải xuyên qua đỡ mà là Genji đéo đỡ được. Đéo phải bắn xuyên. Đó đá to quá đéo đỡ được. Nhưng mà đéo bắn xuyên qua Kiên, không hiểu sao. Nó sao ngồi cái xương rồng đéo đau. Ờ tao nhìn thấy team nó có khỉ. Nó có cái con mặt lò. Thôi. Giống như Lucio lên tận kia. Nó chạy đi các bạn. Bắn lên bị nó kéo về ạ. Tôi xong rồi. Nhảy lên bị nó kéo về ạ. Thì cho toàn. Khi phải nó bắn quả ấy đúng lúc thế. Con ấy nó bắn quả chuẩn đấy. Con gì nhỉ? Con Orisa nó bắn cái kéo chuẩn thế. Nó lúc mình nhảy nó kéo gần gì vậy. Kéo nhảy ra được. Địt mẹ đúng không? Clip thì nó bật là chip ạ. Kéo nhỏ. Ủa cái gì đấy? Sao mình cứ bị dày nhảy ra mình cứ bị giật ngược về nhỉ? Dù như chi tắm chưa. Không phải. Sao cái gì nó giật vào cái bài cái pha đấy vậy? Nó lại quả bóng. Gì cơ? Nó lại quả bóng của Vita. Không phải, nó đang đổ tích trên trời mà. Ừ, không sao đâu. Phải bắt Nó bắt tôi nó clean. Ôi giời ơi. Rồi tôi bay tận ngoài vũ trụ rồi. Nó đấm mình cái mình còn đang nhảy lên nó bay mẹ ngoài vũ trụ luôn này. Đéo sao. Úi giời. Ủa điều quýt nó combo gọn thế. Này dạy à. Kiếu. Đi về một nó hồi máu mình quá. Đi vẽ hai con boss support nó hồi máu cho nhau ạ. Quá chịu thật. Bọn nó cover trong cốc tay đáy. Ôi ôi quý đi công nhận đúng quý à. Ôi đéo được. Tổ chơi để cao tơ con Doom. Để chơi blick kìa. Tìm cũng giữ được điểm này kinh nhớ chị. Nhờ tôi như ai. Đấy, skin này đẹp nhất nhẹ này. Số vẽ zin là nếu đẹp nhất. Ra Orisa kìa. Ô đi có mẹ cái đéo nó đẩy kinh vậy. Nó đẩy mà không làm gì được luôn. Ôi nó gọi chọn mà. Rồi thôi mình đổi khác thôi. Con Lin nó chơi. Con Lin này nó chơi ấy nó khắc chế mình ạ. Con Lin nó chơi ấy nó khắc chế mình. Khó. Ủa con mẹ con khỉ. Quả khỉ, quả khỉ rẻ.
đâu rồi? Oan đủ hết rồi. Nhiều lờ. Ê, mẹ tìm dữ. Ngoài ghê vậy. Mày này. Mày đủ. Đâu rồi? Mày nhảy. Mày nhảy này, mày nhảy này một cái không căn vào đầu. Quần kinh ừ. Quần điểm mẹ, cái điểm mốc, tấm chạm mốc của mẹ. Giữ kinh nhớ chịu này. Quen đấy, ấy không nhỉ? Quen đấy Rain Hat không nhỉ? Rain Hat luôn luôn mạnh. Số team tấn công là Rain Hat mà. Chưa vào lỗi thời. Cắm siêu vãi đái ạ. Khỉ thì tôi sợ là bị khắc chế. Không thể thằng bên đã chọn ấy mà. Bên nó chọn Creeper mà. Sợ là nó vẫn giữ Creeper để nó đỡ khỉ. Sao đi stand on play. Có chim meta nữa thì ngon. Thật đấy. Mẹ cứ bảo kê mỗi bắt dần nó bắn. Team con siêu. Siêu Chimecha mình có siêu. Chimecha nhưng mà nó đặt chân chi ở cái chỗ thằng bác Tân đứng thì thằng bố thằng nào dám bảo thật hại. Mấy cái ulti nó là siêu mà. Đen sẽ ngồi đầu hơn là vì anh đó. Đi đi. Đi. Kéo hiểu. Ê, có mèo nhá. Ủa, mèo hơi khó chịu đấy. Mèo, mèo. Còn gì mèo tôi còn được. Có chịu bãi đáy rồi. Đó, đéo nhảy lên xe. Ôi. Có Chimecha nhá, Chimecha này. Khỉ này. Thôi mình có đứng ra mình đỡ cho thằng đấy thôi. Mày, mày làm gì đấy, mày làm gì đấy. Thôi, đứng một chuyện nữa. Tìm này. Tìm mè cả mờ thị mờ thị em dễ rồi biến đi mờ thị sau kìa không ai giết nó à đây đang quần rồi mờ thị kết dễ quá rồi nếu mà giành bây giờ dễ vậy dễ kìa thắng mẹ ở đâu bên đối phương phòng thủ yếu ớt mãi đái danh dễ quá thật bảo kê bác tuần bố nó dám làm gì để quả công ty này hay chứ khoai rất hay thật à đấy thì người cũng đông đủ rồi chẳng mất khoai mà nó vẫn ưu tiên đẹp bảo danh tầm này dễ lắm để mở cái bóc bóc không nào nên chế support không nhỉ đến mẹ đi cứ bắt gà đấy đi bắt lấy tiền tôi chơi tanh mà được tiền nên tôi đéo chơi rồi đi theo chơi tôi mở hoa mà mày tôm tao ba trắng một xanh thế nhở theo chơi được luôn đấy mở hoa chỉ trắng hay xanh đéo ra cái gì khác cả nhỏ thế nhỉ mà trắng với xanh còn ra mấy cái ơ gì con mơ ba ti thấy bây giờ bảo chơi là người à, tám người loạn rồi đấy đúng rồi loạn mà mình có đủ 8 người mà chơi nữa hôm qua tôi chơi level đến 8 người ấy kéo hiểu đụng đấy tôi xong mạnh tôi đấy nát
Ai vừa dưới đó. Oh, I see. Observe the barrier. Yên tâm, ở đây có gì à? Cát nữa, vàng rồi, không được cảm. Ui, mẹ con kia căng. Ở đấy. Ôi ôi, team mình khó giết được con. À, mẹ vỡ kêu rồi. Ôi đi. Mày này. Ok, cái gì đấy? Ok. Gì? Tự nhiên mình bật Uniki vậy. Ôi ôi. Ôi ôi, kìa. Ôi đi, con mẹ. Ta ra mưa thi kinh quá. Ôi đi. Đi. Đi hít mẹ, nó có lép cái game. Ôi dồi. Có cái gì đấy? Hả? Có thằng lép game. Thằng lép game á? Ờ. Mày. Đó, chúng ta ra mưa thi kinh quá, thật. Con đấy phải có cái con Simacha, à quên rồi. Diệt sông ra nó hack. Cái mắt tên mới nè. Tốt 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 tốt. Mới lâu rồi. Năm này được đấy. Rồi không thôi. Năm này có nên chơi Lucio không nhỉ? Không. Tí con. Ôi nhưng mà tao không chơi skin này đâu. Lại skin con đấy kìa. Đúng fit, à quên. Rồi hôm tôi có 3 skill mẹ Legendary. Skill đá bóng nó mới chất. Tôi có 4 skin Legendary của Lucio. Đéo hiểu. Em bóng nhận đứa ra. Come on, let's bring it together. Ừ, 4 skin Lucio luôn. Ôi đéo vào kìa. Bên nhau đấy, bên nhau đấy. Đang đánh bóng rổ. Bên nhà bé. Ủa thủ tí vào. Bật cái đéo đi. Ý, bên nhà bé. E lên. Ý, ý, ý. Thôi kìa, đi kìa. Ở trên chân bảo. Đổi rồi. Đổi sớm gì đâu ấy. Để đáng ra đua team có Lucio phải ra trước mới đúng. Cái đéo team có Lucio ở đi sau à. Rồi ôi, team nó cắt mặt lò đây rồi. Kiếm tiền đấy các ông ơi. Mẹ vừa mới ăn máu xong lại hiểu. Cái này xô lì đã bịt mẹ cứ mình cứ bấm mẹ ăn máu hiệu đéo đâu tự nhiên không ai vào à vào được không để tôi đi lên ôi thì có vẻ đéo vào được rồi ôi đi có mẹ mẹ ưu tiên còn không kịp đập xuống ạ à. Quả đấy mình cứ phân vân bởi vì team không vào được đấy chứ ôi mình được.
Địt mẹ nó còn ulti mỗi mình ạ. Địt mẹ hai cái ulti của mình ạ. Giấu gì vậy? Địt mẹ. Kiểu có như không? Kiểu như thế rồi, ông ai bảo ông chơi cái con đấy? Đéo hiểu bao nhiêu con không chơi, đi chơi cái con vớ vẩn vẩn này. Quả đấy ulti lên thì tim cũng chết sờ hết rồi. Quả đấy pha này cũng có 3 đứa. Ui giời ơi. Ông đổi con khác hộ đi, đừng có chơi cái con tô hốc đấy. Đéo phối hợp với tim nó đéo vào được ấy. Tim ông nhìn tim không có con để lao vào không? Cái pha mà mình cứ đứng bên ngoài mình rỉa rỉa mình không làm gì được ấy, bởi vì team không ai lao vào ấy. Mày này. Bởi vì team không ai lao vào. Khổ ai đây. Mercy này, kinh chưa? Cho đại nhân đi nhá. Rồi, bắn chết rồi. Đỡ được. Ui, thì lại đúng lúc nó bọc bọc bóng bóng. Ai? Ôi sinh chúng tôi chạy đâu, chạy đâu. Giảm gì, giảm gì nè. Kinh ạ. Ulti rồi. Tôi vừa mất ulti rồi. Đập bớt nhạc ạ. Bắn nó phê. Mày nè, sô đi đò này, mày cháu có kinh. À luôn. Này thì mày. Ơ, Mercy. Mercy, Mercy, bỏ là. Quá kinh nhã luôn. Đừng lao lên sao quá. Không phải lo tôi lại đủ chiêu mà. Đấm vô tí thôi. Mày gì đây? Phía sau không ai này. Lùi đi, lao cố cái đéo gì. Thắng mẹ ơi. Ai thắng? Tôi mười chín. Tôi đi. Để ra cơm không vậy? Phụ rồi, tí vào ạ. Go go go. Chị mặc tóc thép tôi. Đi thép tầng lên trước. Ê nó mới chất rồi. Ui mẹ kéo đúng đó. Ôi đéo đẩy nó xuống ạ. Cái đẩy ngắn thế. Mày nhờn này, một thằng xuống. Mày này có chuyện bồ. Chạy đâu? Sau này, tôi hút vào phía sau kìa.
đâu bố láo mới dạy là tôi có con ti rồi đâu chờ không nó đi rồi à, ừ, không thôi đi bye bye úi trời ơi kéo ăn mày này agat mai sai này ulti ngay bye bye không play ở game thế là mày nhờ này ui cái bắn thế mà đéo bay xuống dưới cả mày bao đang muốn lắm chạy với cái bôn trong coi với cái bôn trong coi này nhảy ngay không phải là cái game mới lạ bây giờ một game tôi này ai tôi đẩy xuống mắc kinh này mình được đánh trống ngay ok để cái này gì con ạ hai con ạ làm gì vậy cứ gỗ được bắn sự thế gái đại thật được bắn vậy tôi giết mà hai à nhưng mà tôi nhìn đi hiếu linh 9000 thế này mềm lỗi nhẹ rồi mẹ chán bây giờ tôi phải đánh tăng rồi này là chăm highlight nhìn highlight tôi này à, mở lúc bốc phát uy lại mà sóng một thằng quả đấy mà đẩy cả thằng Lucia thằng thôi đờ xuống thì nào về game chắc luôn ông em mít rồi ông em mít tôi có ồn không